Những tình huống phòng thủ trái tay tốt của Fields. Fields đã có một tình huống xử lý trái tay không thành công. Những cú đánh có điểm rơi rất ổn định của Arthur Fields. Rất đáng tiếc khi mà Sergio lại như vậy là Arthur Fields tiếp tục bảo toàn thành công trên dấu ống của mình. Rồi dấu bóng kép của Sandulo 15 đều. Arthur Fields sẽ có cho mình 2 game point vào lúc này. Như vậy là Arthur Fields. Bóng không đi qua lưới. Khá đáng tiếc cho Sergio, chẳng có cơ hội dứt điểm. Thêm một sai lầm nữa của Sergio và tay vợt người Argentina đang đối diện với khó khăn ở trong game cần giống này. Như vậy là Sergio đã để mất trắng game cần giống của mình. Bóng đi ra ngoài. Như vậy là Arthur Fields đã nâng tỷ số lên thành 5-2 trong set 1. Một tình huống kéo bóng tốt của Sandulo. Bóng có đường rơi rất sâu. Bóng đã đi ra ngoài. Một kết quả rất bất ngờ trong trận đấu thứ nhất. Bóng đã đi ra ngoài, nhưng có vẻ như như vậy là Sergio đã bảo toàn được cái dấu đầu tiên ở trong set 2. Cú lố bóng tốt của Fields và như vậy là anh đã quân bình tỷ số 1 đều.
Bóng đã đi ra ngoài. Bây giờ thì Atefis lại có những cơ hội để bẻ game của Sevilla trong set 2. Liên tiếp là những tình huống tấn công bóng rất hay của Atefis. Bây giờ thì Sevilla đang có cơ hội bẻ game lần đầu tiên ở trong trận chung kết này. Thêm một lối tự đánh hỏng nữa của Sevilla. 0-30. Những tình huống đưa bóng hay của Sevilla. Như vậy là Sevilla lại để mất thêm một game dấu bóng nữa. Pha này trái đánh phải rất hay của Atefis. Và bây giờ thì tay vợt người Pháp sẽ có game point. Lỗi trái tay của Atefis. Tình huống đổi góc trái tay tốt của Face, nhưng sau đó thì anh thực hiện cú đánh dọc dây thuận tay không thành công. Và thêm một lần nữa, như vậy là Sevilla sẽ vươn lên dẫn trước 4-3 trong set 2. Tình huống lướt bóng rất hay của Face. Bóng không đi qua lưới. Như vậy là Sevilla đã bảo toàn được game dọc bóng bàn lề của mình và vươn lên dẫn trước 5-4. Anh sẽ có thể đẩy được áp lực lên game dọc bóng của Atefis. Bóng đi ra ngoài. Bóng đã nằm ngoài xa line một chút. Thêm thắng trắng dành cho Atefis và tỷ số bây giờ đang là 5-5. Lại là một tình huống bỏ lỡ nữa của Face. Hai tình huống mắc lưới kẹt liên tiếp của Sevilla. V
Điểm đã được của mình 15 điểm. Trái rất khó chịu, bóng cực kỳ xoay. Bóng đá đi ra ngoài, liên tiếp là những nỗ lực cứu bóng rất hay của Atletico. Và bây giờ thì tay vợt người Pháp sẽ có cho mình 210 point. Và như vậy là The Fish đã trở thành một nhà vô địch ATP Tour. Anh đã mang về danh hiệu đầu tiên ở tuổi 18.